Vô nhà chưa dọn dẹp thì chồng đã xô cửa vào. Chàng thay cái cảnh đắp chăn, chàng ta kéo hết cố dằn mà chẳng xong. Hoặc là nửa đêm đang say giấc nồng, giật mình vì tiếng ngáy long đất trời. Có ai ở đây bị cái đó không? Chán và cảm thấy khổ quá. Làm người nữ có khổ không ạ? Khổ ha. Còn làm người nam khổ không? Khổ hơn. Dạ. Không, bức xúc. Cho nên người ta hay nói là gì ạ? Ai bảo chăn trâu là khổ? Mấy đứa chăn bò có sướng gì đâu. Y chang nhau. Vậy thì làm người già có khổ không? À, làm người già cũng khổ, cũng chán lắm. Chán sao cái cảnh tuổi già lưng ngù má hóp xấu như gì ạ? Xấu như mờ a. À, tai ù hét lớn nghe không rõ, mắt mờ nhìn gần mà chẳng thấy ra. Cho nên là dường như cuộc sống này bên cạnh những điều hạnh phúc như ý thì cũng có rất nhiều những điều bất hạnh phúc, bất như ý và làm cho chúng ta cảm thấy chán nản. Và khi chán thì thường thường người Việt Nam mình hay có một cái câu nói cửa miệng là chán như cái gì ạ? Chán như con gián. Nhưng mà thực sự là con gián nó có chán không quý vị? Sao quý vị biết? Vậy mà lúc nào mình chán mình cũng nói là chán như con gián. Và hàng ngày đó, không biết bao nhiêu người phải kêu tên dòng họ nhà nó. Ngày nào người nào cũng than, hết than trời thì than con gián, mà nó đâu có tội lỗi gì đâu. Thật ra quý vị, đời sống của một con gián đó, nó cũng không có lâu, không có dài hơn cả cái thân thể của nó đâu. Cái thân thể nó bao nhiêu, cái đời sống nó cũng ngắn ngủi như vậy thôi. Mà thật sự con gián nó cũng không đủ thời gian để mà chán nữa. Và nó có một cái sức sống rất là mạnh liệt. Tại vì các nhà khoa học người ta nghiên cứu là nếu như một con gián mà bị đứt cái đầu á, nó có thể sống được một tháng. Có người nào đứt đầu mà sống được không? À, vậy mà con gián nó đứt đầu mà nó có thể sống được một tháng. Có nghĩa là sức sống vô cùng mạnh liệt. Và nếu như một con gián mà nó rớt xuống nước là nó có thể nhìn thở được 40 phút. Còn mình thì sao? 1 phút 30 giây. Vậy thì rõ ràng là con gián với cái đời sống không dài hơn cái thân thể của nó. Cho nên nó đã sống một cách rất là mạnh liệt. Còn chúng ta thì vì sống dài quá, sống dai quá, thành ra nói gì ạ? Sống dở ha? Dạ, sống dở thì cũng được, nhưng mà nhiều lúc cũng cảm thấy chán quá. Quý vị thấy không ạ? Vậy thì chán là đáng trách hay là không ạ? Có đáng trách không? Sống ở đời này cảm thấy chán đời có đáng trách không ạ? Cũng tùy, đúng không? Nếu như Thái tử Tất Đạt Đa không có chán đời đi tu, thì ngày hôm nay có chúng ta ngồi đây không? Không. Cho nên cái chán của Bậc Thánh nó khác với chán của một con người phàm phu. Chán như Thái tử Tất Đạt Đa thì ngày hôm nay mới có đạo Phật, mới có con đường giác ngộ để tất cả chúng ta thực tập và tu theo. Hay chán như Ngài Khổng Tử, chán cảnh quan trường, về quê để dạy học. Mà nhờ thế sau này thiên hạ mới gọi Khổng Tử là Vàng Thế Sư Biểu, tức là người thầy muôn thuở. Hoặc là chán như những cái người ẩn sĩ, người ta bỏ hết cuộc sống bụi bặm trần tục để về với cảnh thiên nhiên núi rừng. Đời ẩn sĩ non cao làm bạn lữ, núi rừng khuya huyền diệu một vầng trăng. Thấy thi vị không quý vị? Thôi mình đi làm ẩn sĩ hết đi. Có chịu không? Dạ. Cho nên là chán không hẳn là một điều đáng trách, nhưng mà chúng ta đã chán như thế nào và những cái sự buồn chán đó nó đã làm cho cuộc sống của chúng ta thăng tiến hơn hay là càng ngày càng đi vào sự đau khổ. Kính thưa quý vị, gần đây trong cái ngày sức khỏe của thế giới thì
đưa ra một cái báo động rất là lớn, đó là con người chúng ta ngày hôm nay bị một căn bệnh rất là trầm trọng. Đó là bệnh gì quý vị? Bệnh trầm cảm. Mà xuất phát từ đâu ạ? Từ những cái chán nản ban đầu. Và chúng ta đừng có coi thường những cái sự chán nản, tại vì lâu ngày lớn dần nó sẽ trở thành một căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Và căn bệnh này á, nó rất là khó trị, khó chữa, khó phát hiện. Và phần lớn là người ta lại không có chịu đi khám bác sĩ, hoặc là rất là ngại ngùng vì nó liên quan đến cái gì ạ? Thần kinh. Sợ người khác nói mình bị bệnh gì ạ? Bệnh thần kinh. Và chính cái chỗ đó thì căn bệnh này ngày nay á, nó là giết chết rất là nhiều người. Vậy thì bệnh chán này á, là nó không phải là bình thường đâu quý vị. Nó không phải là bình thường đâu, mà nó là một căn bệnh của thời đại. Nó là một cái nguyên nhân căn bản dẫn đến sự trầm cảm. Khi mà mình sống một cách hăng say á, thì mình có thể nói được như cái ông Archimedes đó, quý vị, ông Archimedes không ạ? Ông có nói một câu rất là nổi tiếng đó. Hãy cho tôi một điểm tựa thì tôi có thể làm gì ạ? Hãy cho tôi một điểm tựa thì tôi có thể nâng cả trái đất này lên. Tức là ông nói give me the place and I shall move the earth. Tức là hãy cho tôi một điểm tựa thì tôi có thể nâng cả trái đất này lên. Đó là khi chúng ta tràn đầy năng lực, tràn đầy hăng hái thì chúng ta có thể nói được như ạ? Nói được như ông Archimedes. Nhưng mà khi mình chán đời rồi thì sao ạ? Hãy cho tôi một điểm tựa và tôi sẽ tựa vào nó suốt đời. Tại vì sao vậy? Tại vì bây giờ tôi đã mệt mỏi quá. Nhiều lúc mệt mỏi, chán trường quá rồi chỉ cần gì ạ? Chỉ cần một điểm tựa thôi để dựa vào đó. Chứ không còn muốn nhấc cả trái đất này lên để làm gì nữa. Mà thậm chí ngay Archimedes mà có chán nữa thì ông cũng sẽ cần một điểm tựa thôi. Đúng không ạ? Tất cả quý vị ở đây cũng vậy, mỗi khi mệt mỏi chán trường thì chúng ta chẳng thiết làm một cái gì nữa, mà chỉ muốn nghỉ ngơi, muốn nằm dài ra đó, ngắm cảnh mây núi, sông nước. Hôm nay mây trắng với trời xanh, có tiếng chim hót ở trên cành, người vui rộn rã trên đường bước, mình tôi lặng lẽ với thân không. Tức là khi mà đã chán rồi thì cái cảnh xung quanh nó có vui vẻ, mọi người có hạnh phúc đi nữa thì mình cũng chỉ là một người cô đơn, không muốn hòa nhập vào với bất cứ ai cả trong cái xã hội này. Cho nên làm sao mà đừng có để cho mình mắc cái bệnh chán này một cách trầm trọng, thì chúng ta sẽ bị những đau khổ nó sẽ làm cho mình càng ngày càng đi vào những cái suy nghĩ tiêu cực. Vậy thì khi mình chán á, mình thường hay có cái sự bế tắc. Phải không quý vị? Bế tắc, mình không biết phải làm gì cả, mình không biết phải làm cái gì đấy. Không biết là mình nên vui hay là nên buồn, hay là nên phấn đấu vì một cái gì nữa. Mà chúng ta rất là bế tắc. Như kiểu người ta hay nói là bây giờ không biết làm sao. Bây giờ không biết làm sao bây giờ. Làm sao để biết bây giờ? Làm sao để biết bây giờ làm sao? Vậy thì làm sao bây giờ đây? Tức là chán rồi, không biết phải làm gì nữa. Thành ra là nó như là một cái sự bít lối của cuộc đời của mình. Cái con đường mình đang đi vậy, giống như là có một cái sự ngăn cản lại, mà chúng ta không có thể vượt thoát ra được bởi cái sự chán chường này. Để giải thích cái nguyên nhân mà tại sao con người bây giờ lại chán như vậy thì người ta đã nói rất là nhiều. Nhưng mà nói theo cách nhìn của một người con Phật và một cách thực tế thì Đức Phật nói rằng sở dĩ chúng ta chán, sở dĩ đời sống của chúng ta bị ngăn cản và bị bít lối là bởi vì năm cái nguyên nhân, hay còn gọi là ngũ triền cái. Ngũ là năm, triền là ngăn cản, mà cái là che đầy. Ngũ triền cái là năm cái mà nó ngăn cản và che đầy, nó làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên bị bít lối, không có một cái lối thoát nào cả. Mà nắm cái triền cái này là cái gì quý vị? Thứ nhất đó là tham, thứ hai là sân, thứ ba là gì ạ? Thủy miên, hôn trầm, tức là trạng thái vật vờ
ngủ chìm chìm nổi nổi ha, ba chìm bảy nổi, tám lên đinh, không có rõ ràng gì cả. Trào cự hôn trầm là thứ tư, và cuối cùng là nghi. Vậy thì chính năm cái nguyên nhân này nó làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên bế tắc. Và chúng ta như luôn lúc nào cũng có một cái gì đó nó che trước mắt. Cái tức là một cái gì đó nó che trước mắt. Quý vị hãy có nghe cái câu là tràng phán bảo cái không? Tràng phán tức là một cái vải này. Còn bảo cái tức là một cái gì ạ? Cái lòng hay cái dù đó. Giống cái dù vậy là cái bảo cái. Cái tức là nó che lại. Thì truyền cái là những cái mà nó ngăn cản và che chắn chúng ta bước đi đến một cái con đường sáng đẹp hơn. Vậy thì tại sao nói tham là một cái nguyên nhân mà làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn hơn quý vị? Tại vì sao ạ? Tham muốn nhiều chỉ mệt mà thôi. Càng tham thì càng khổ. Cho nên là nhiều lúc vì cái sự tham muốn này mà chúng ta quay cuồng trong cuộc đời này. Chúng ta cứ chạy hoài mà không biết mình đang chạy đi đâu. Cho nên một hôm có một cái chú bé, chú đi ra ngoài bờ hồ cùng với người cha mình á, thì thấy có một người đàn ông nọ đang câu cá. Thì đang ngồi câu hoài, không có con cá nào cho nên ngủ luôn. Thì một hồi đang ngồi như vậy thì bỗng nhiên có một con cá nó đớp cần câu. Ông này ông hoảng loạn quá, ông té xuống dưới hồ. Thì cái chú bé kia mới hỏi cha của mình rằng là người kia câu cá hay là bị con cá nó câu vậy? Chúng ta ở trong cuộc đời này, chúng ta nghĩ rằng mình đang đi tìm cho mình một nguồn vui, một sức sống, một sự hạnh phúc. Chúng ta lao vào cuộc đời và chúng ta mong muốn tìm kiếm những giá trị đó. Nhưng mà có chắc là chúng ta đang lấy những thứ đó ra từ cuộc đời hay là chúng ta đang bị dòng đời lôi cuốn đi theo? Chúng ta đang câu cá hay là bị cá câu? Quý vị đang câu cá hay là bị cá câu ạ? Hầu hết là chúng ta bị cá nó câu. Cho nên một cái người mà khôn ngoan đó thì tức là một người có cái sự tỉnh thức. Giống như cái ông câu cá kia mà ông không ngủ gật, không có đắm say. Giống như chúng ta đang đắm say trong cuộc đời này thì làm gì có chuyện mà té xuống hồ, đúng không? Nếu chúng ta luôn có cái sự tỉnh thức trong tâm thì chúng ta sẽ nhận diện được những cái đau khổ đó của mình. Vì vậy mà trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật có nói cho chúng ta một đoạn kinh rất là hay, đọc cho quý vị nghe. Đây là bài kinh Thí Dụ Loại Cây trong kinh Trung Bộ. Đức Phật nói rằng do lời dưỡng tôn kính danh vọng, vì ấy hoan hỷ mạng nguyện. Do lời dưỡng tôn kính danh vọng, vì ấy khen mình chê người. Rằng ta được lời dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn những vị khác thì ít được người biết đến, ít có uy quyền. Vì ấy vì được lời dưỡng tôn kính và danh vọng này, trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Và do sự phóng dật này, vì ấy trở nên đau khổ. Tức là Đức Phật nói rằng chúng ta bị con cá của gì ạ? Gì ạ? Danh vọng, lời dưỡng và tôn trọng công kính. Nó câu chúng ta vào trong cuộc đời. Và do đắm say vào những cái thứ đó, phóng dật theo những cái thứ đó mà chúng ta trở nên đau khổ. Và khi mà đã không có đạt được cái điều đó thì chúng ta sẽ trở nên gì ạ? Chán nản, đúng không? Đầu tư tiền bạc mà không có sinh lời có chán không? Vừa buồn vừa chán và lại vừa khổ nữa. Cho nên là trong các bản kinh khác thì Đức Phật nói rằng là danh vọng, cung kính và lời dưỡng là mồ chôn cho những kẻ chưa chứng đạo. Chừng nào mà chúng ta là một người chưa chứng đạo á, thì đối với danh vọng, cung kính và lời dưỡng là ba cái miếng mồi nguy hiểm nhất để dẫn chúng ta đến với nấm mồ của chính mình một cách nhanh nhất. Cho nên chỉ có ba cái này thôi mà nó lôi kéo cả thế gian chúng ta chạy một cách quay cuồng, chạy không theo kịp, hoặc chạy kịp rồi đứt hơi mà không có hưởng được một cái thành quả gì cả. Cho nên là ở đây là một người Phật tử thì chúng ta phải luôn thận trọng với ba cái điều này: danh vọng,
cung kính và lợi dưỡng. Tất nhiên, đối với một đời sống bình thường thì chúng ta cũng phải cố gắng nỗ lực, nhưng mà hãy luôn tỉnh giác để biết mình đang câu cá hay là bị cá câu, đúng không? Vậy thì quý vị thấy là khi mình bị ba cái miếng mồi này nó câu mình thì mình có khổ không ạ? Khổ ha. Giống như Nguyễn Công Trứ có nói một câu là ra đường danh lợi vinh rồi nhục, vào cuộc trần ai khóc rồi cười, vinh đó mà cũng nhục đó, mà cười đó rồi sao cũng khóc đó ha. Quý vị có bao giờ thấy một người mà bạc đầu sau một đêm không ạ? Bạc đầu sau một đêm, ngày hôm nay đang ở trên một địa vị cao, có nhiều tiền bạc danh vọng, nhưng mà chỉ sau một đêm thôi mất trắng thì sao? Đầu bạc. Đó là một sự thật. Cho nên mình thấy được rằng là tất cả những thứ đó chỉ là những thứ phù du giả tạm, là những miếng mồi hết sức nguy hiểm mà chúng ta phải luôn tỉnh giác. Và có như thế thì mình mới tránh được sự chán nản, và chúng ta sẽ cân bằng được đời sống của mình. Và đối với danh vọng, cung kính và lợi dưỡng đó, thì chúng ta cũng phải biết cái khả năng của mình, sức của mình đến chừng nào thì làm chừng đó. Những thứ đó nó cũng là một điều kiện của hạnh phúc, chứ không phải là không có giá trị gì. Tuy nhiên chúng ta hãy luôn biết lượng sức con trâu của mình. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật có một câu nói rất là hay, đó là Đức Phật nói rằng là: này các vị đệ tử, hãy luôn biết lượng sức con trâu của mình. Tại vì con trâu của mình á, mà nó chỉ có khả năng cày bừa hoặc là chở nặng chừng một ít thôi, mà mình cho nó chở nhiều quá thì nó sẽ bị sao? Nó sẽ bị chết sớm, nó sẽ bị kiệt sức. Cho nên chúng ta mỗi người Phật tử phải luôn biết lượng sức con trâu của mình, luôn biết lượng sức mình mà làm. Trong kinh Tương Ân Bộ thì Đức Phật có kể cho chúng ta một câu chuyện rất là hay. Đó là một hôm có một con chim cút. Quý vị có biết con chim cút không ạ? Nó hay sống ở dưới đất, nó hay chạy chạy là la dưới đất, chứ nó ít bay lên lắm. Một hôm có một con chim cút, nó chạy ra khỏi tổ của nó rong chơi. Thì tình cờ lúc đó trên không trung có một con chim ưng, nó thấy con chim cút này, cho nên nó xà xuống mà nó bắt con chim cút. Thì con chim cút bị con chim ưng bắt, cho nên nó khóc lóc. Nó nói rằng: ta thật là ngu ngốc, vì ngày hôm nay ta đã bước ra khỏi cái nơi an toàn của mình, bước ra khỏi cái lãnh thổ mà nó có thể bảo vệ tính mạng cho ta. Và nếu như hôm nay ta ở trong cái tổ của mình, ta ở trong cái vùng an toàn của mình, thì chắc chắn rằng ngươi chẳng bao giờ có thể bắt được ta. Thì con chim ưng nghe con chim cút nói như vậy, chim ưng nói rằng: dù ngươi có ở trong cái vùng an toàn của ngươi thì ta cũng bắt ngươi được, ngươi chẳng là cái gì cả. Cho nên con chim ưng á, nó mới bay gần xuống mặt đất và thả lại cho con chim cút, và nói: được rồi, ngươi hãy chạy về cái vùng an toàn của ngươi đi, ta sẽ bắt ngươi cho ngươi coi. Thì con chim cút được thả ra, cho nên nó chạy rất là nhanh về cái ổ đất nơi cái tổ của nó làm, và nó thách thức con chim ưng là: bây giờ mày cứ bắt tao lại thử đi được không? Thì con chim ưng bay lên trên cao mà nhìn thấy con chim cút mà nó lao xuống thật là nhanh. Và khi mà lao xuống nhanh như vậy thì con chim cút á, nó thấy con chim ưng đến gần thì nó liền chui vào trong cái tổ đất bằng đất của nó. Và con chim ưng vì lao với cái tốc độ nhanh quá cho nên sao? Bể ngực mà chết. Thì qua cái câu chuyện này á, Đức Phật nói rằng mỗi chúng ta đó, nếu như mà biết lượng sức của mình, biết ở trong cái giới hạn, trong cái khả năng của mình, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được an toàn. Còn nếu như chúng ta vượt ra ngoài khả năng của mình quá thì chúng ta cũng sẽ bị nguy hiểm. Nhưng mà có bao nhiêu người được may mắn như con chim cút vì được thả ra một lần nữa, đúng không? Bao nhiêu người đã có được cái cơ hội thứ hai mà chúng ta thường thường bị chết ngay lần đầu. Và vì vậy mới có chuyện là gì ạ? Bạc đầu sau một đêm. Cho nên chúng ta đừng có dại dột mà bước ra ngoài cái vùng gì ạ? Cái vùng giới hạn của bản thân. Người ta nói là ở đời này có ba cái việc. Việc thứ nhất là việc của bản thân. Việc thứ hai là việc của người khác.
Và việc thứ ba là việc của ông trời, đúng không ạ? Và sở dĩ người ta khổ là vì sao ạ? Vì không lo việc của bản thân, thích xen vào chuyện của người khác. Và thứ ba là lo cái việc của ông trời. Cho nên muốn để mà được hạnh phúc thì sao? Thì phải lo tập trung cái việc của mình, đừng có xen vào cái việc của người khác, và cũng đừng có lo cái chuyện của ông trời. Nếu mà mình làm như vậy á, thì những khổ đau sẽ đến với mình mà thôi. Nhưng thực ra đó quý vị thấy là nếu như mình chưa có sống tốt với mình chưa hoàn thiện với mình, mà mình đi lo những cái chuyện khác, thì thực ra cái chiều sâu vi tế ở trong cái công việc này đó là gì quý vị? Thực ra là chúng ta đang cần một cái sự cung kính, đang cần một cái lời khen, đúng không? Hoặc đang cần một cái gì tán dương từ người khác, thì chúng ta làm mới bước ra để làm chuyện đó. Còn nếu như thực sự chúng ta như Phật và Bồ Tát rồi đó, các ngài hóa độ chúng sanh đó, thì lúc đó các ngài có cần lời khen tiếng chê không ạ? Không. Tại vì đối với các ngài những cái chuyện đó là bình thường quá rồi. Cho nên chúng ta chừng nào là Phật và Bồ Tát thì chúng ta mới đóng vai gì? Mới đóng vai được người hùng cứu rồi thế giới được. Còn nếu không mà còn yếu thì sao? Từ lo mà tu trước. Giống như con chim cút á, phải biết khôn ngoan là phải núp trong cái tổ của mình. Còn không mà lao ra thì rất là dễ bị những con chim ưng nó bắt. Nhiều lúc mình sống ở đây rồi mình cảm thấy chưa có đủ, cho nên mình muốn tìm kiếm hơn. Muốn tìm mà tìm hoài không được, cho nên mình khổ hơn. Quý vị ngồi hôm nay ở đây có thấy hạnh phúc không? Có không ạ? Dạ, ngay giây phút này mình hạnh phúc. Giống như có hai con cá đó. Con cá là cá anh và cá em. Một hôm con cá em nó hỏi con cá anh là: anh, em nghe người ta nói là biển đẹp lắm, và ai ở trong biển đó thì rất là hạnh phúc, nhưng mà em ở đây hoài em chẳng bao giờ thấy biển cả. Thì con cá anh nói rằng: chúng ta đang sống ở trong biển đây này, chứ biển ở đâu nữa? Quý vị đang sống ở đây là sống ở đâu ạ? Sống ở Mỹ. Mỹ là gì ạ? Mỹ là đẹp, ở đây đẹp lắm. Giấc mơ Mỹ. Cho nên là mình sống ở đây rồi mà mình không thấy mình hạnh phúc á, thì điều đó là một điều đáng tiếc. Một hôm vua Lý Thái Tông lên núi để thăm thiền sư Lão Thiền. Thì khi mà gặp thiền sư Lão Thiền thì vua Lý Thái Tông mới hỏi rằng là: kính bạch thiền sư, ngài sống ở đây bao lâu rồi? Thiền sư mới nói một câu thơ rằng là: đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thất cửu xuân thu. Quý vị có hiểu không ạ? Tức là sống ngày nay chỉ biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Sống hôm nay là biết hôm nay thôi, chứ còn những cái ngày ngày trước nó đã qua, hoặc là ngày sau nó chưa tới thì cũng mặc kệ nó. Thì có sống bao lâu nữa thì cũng vậy thôi. Mình chỉ cần là biết sống ngay trong giây phút hiện tại. Thì tiếp đó vua Lý Thánh Tông mới hỏi tiếp một câu nữa là: vậy thì hàng ngày ngài ở đây ngài làm cái gì? Thì thiền sư mới trả lời thêm hai câu là: thúy trúc oanh vàng phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Có nghĩa là bây giờ ở đây này là hoa vàng, là cỏ xanh, là trời xanh, là mây trắng rồi, còn tìm cái gì nữa đâu mà hỏi nữa. Bây giờ quý vị ngồi ở đây mà không có biết mình đang ngồi thì còn tìm cái gì nữa? Tìm gì quý vị? Cho nên nhiều lúc chúng ta hay đặt ra những câu hỏi mà nó hướng chúng ta về với cái đời sống quá khứ, rồi chúng ta giam mình trong những cái ngục tù của quá khứ, hay chúng ta đưa mình về tương lai nhưng mà nó thật là xa vời, mà không biết rằng mình đang sống trong một cái hiện tại rất là tốt đẹp, rất là tuyệt vời. Cho nên ngay giờ phút này thì tất cả chúng ta phải cảm thấy hạnh phúc. Vì chúng ta đang sống ở đâu ạ? À, sống ở Mỹ. Sống ở Mỹ mà không hạnh phúc nữa thì chắc những người ở nước khác người ta không hạnh phúc đâu. Người Mỹ thì có nói một cái từ đó là present, là cái gì ạ? Hiện tại. Mà present cũng là cái gì? À, cũng là món quà. Cho nên hiện tại là món quà cho những ai biết trân trọng nó. Rất là hay đúng không ạ?
hiện tại là món quà cho những ai biết trân trọng nó. Cho nên những người nào mà biết trân trọng hiện tại, sống trong hiện tại, thì chắc chắn đời sống của họ mỗi ngày là gì ạ? Một món quà. Và quý vị, nếu mà chúng ta luôn biết sâu sắc điều đó thì chúng ta không thấy một ngày nào chúng ta sống mà trở nên lãng phí cả. Chúng ta luôn trân trọng những gì mà chúng ta có. Có một chàng trai cưới một cô gái ở rất là lâu năm, và họ mỗi ngày cô gái và chàng trai hay nhắn cho nhau những cái tin như là: em ăn cơm chưa? Em đi ngủ chưa? Em đang làm cái gì đó? Và cứ như vậy bao nhiêu năm, cứ ngày nào cũng một cái tin nhắn đó. Quý vị thấy chán không ạ? Chán không? Ăn cơm chưa? Ngày nào cũng vậy, cứ rồi đang làm cái gì đó. Ở đây có ai đã từng làm như vậy không ạ? Có không? Có mà chắc giấu này á. Anh chàng này cảm thấy là cái cô gái ngày nào cũng nhắn cho mình cái câu nhắn tương tự: anh đang làm cái gì đó? Anh đang đi với ai đó? Giờ này sao mà chưa thấy? Thì cứ nhắn như vậy, là mỗi lần mà cầm cái điện thoại lên là biết là sẽ nhắn cái gì rồi. Anh chàng này một hôm thấy cô gái nhắn một cái tin nhắn tương tự, nhưng mà thấy trời đã khuya rồi, cho nên nói thôi, chắc cũng chừng đó thôi, chắc cũng là hỏi đang làm cái gì chứ gì. Thì anh này không có thèm cầm điện thoại lên để coi. Thì sáng mai khi vừa thức dậy thì mẹ của cô gái này điện thoại và khóc lóc rất là nhiều, và báo cho anh chàng này biết rằng là cô gái này đã bị chết. Tại sao vậy ạ? Tại vì tối hôm qua lúc mà cô gái này đi ra đường á, thì có một cái đám người đi đằng sau, và cô gái này cố nhắn tin cho anh chàng này là: anh ơi, bây giờ đi đằng sau lưng em có một đám người rất là hung thần, anh có thể đến đây được không? Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà anh chàng này đã phớt lờ cái tin nhắn của cô gái và nói: ờ thì cũng vậy chứ gì, đúng không? Và rồi cô gái này đã bị cái đám người đó hãm hiếp và chết. Thì quý vị thấy không? Nhiều lúc chúng ta quá coi thường những cái gì mình đang có, cho chúng ta không có trân trọng, để rồi gì ạ? Một ngày mà chúng ta mất đi thì chúng ta sẽ vô cùng hối tiếc, mà cũng không có làm lại được nữa. Giống như là nước mà đã đổ đi rồi thì không có thể hốt lại được. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng là trong cái phút giây hiện tại này thì chúng ta phải luôn trân trọng những gì mình có, những người thân yêu của mình, những người bạn bè, những người bạn đạo. Đó đều là những cái món quà mà cuộc sống này luôn ban tặng cho chúng ta. Vì vậy á, mà nếu như trong đời sống vợ chồng chẳng hạn, nếu mà các bác nói với các bác trước ha, nếu các cô mình mà có hay lèm bèm xíu thì thôi bỏ qua, được không các bác? Được không? Hoặc là mấy ông chồng mà khó một xíu thì cũng nên bỏ qua một xíu. Tại vì đó là gì ạ? Đó là những món quà mà cuộc đời đã trao tặng cho mình. Ha? Trao tặng cho mình. Ông bà mình nói hay lắm. Nó là lộ mũi 18 gánh lông. Chồng yêu chồng bảo tớ hồng trời cho mà. Đó là tớ hồng trời cho nên chúng ta phải biết trân quý. Và không phải tất cả những cái điều khiếm khuyết của người khác, đặc biệt là những người thân yêu mình có những cái khiếm khuyết, thì họ là những cái người xấu. Mà tất cả chúng ta ai cũng có những cái khiếm khuyết đó cả. Thì năm 1976 thì có một ông tên là Shel Silverstein có viết một cái quyển sách là The Missing Piece, có nghĩa là cái mảnh khuyết. Quý vị có nghe câu chuyện này chưa? Mảnh khuyết, The Missing Piece. Tức là cái câu chuyện này ông nói rằng là có một cái vòng tròn. Một hôm nó ngủ dậy thì nó bị khuyết đi một cái mảnh ở trên cái vòng tròn của nó, và nó rất là đau khổ. Vậy là nó quyết tâm để đi tìm lại cái mảnh khuyết đã mất. Vòng tròn mà quý vị tưởng tượng là cái vòng tròn mà nó đã mất một cái mảnh khuyết thì nó có lăn đi được nhanh không ạ? Nó không thể lăn nhanh được. Nó cứ đi rồi nó cứ cả giật mà cứ chậm chậm hoài đó. Thì trên đường đi tìm lại cái mảnh khuyết đã mất, nhờ lăn một cách chậm chạp như vậy cho nên nó mới có thể nói chuyện được với những con sâu nhỏ, rồi nó cũng có thể ngắm nhìn những cái đóa hoa đang nở ra. Và trải qua rất là nhiều ngày tháng thì có khi á, nó tìm được một cái mảnh khuyết khác, nhưng mà ráp vào á, thì không phù hợp. Có cái thì to quá, có cái thì nhỏ quá. Nhưng mà rồi đến một ngày nọ, tự nhiên nó tìm được một cái mảnh khuyết mà
rất là vừa vặn với cái mảnh đã mất. Và nó quyết tâm lắp cái mảnh khuyết này vào cái vòng tròn của nó. Và khi mà lắp vào được rồi thì nó vô cùng sung sướng quý vị. Và nó lại trở về nơi nó đã ra đi. Và nó lăn rất là nhanh. Và vì lăn rất là nhanh cho nên nó không có thấy những con sâu nhỏ nữa. Và nó cũng không thấy những đóa hoa nở ra nữa. Mà nó lăn đến nỗi nó không còn biết nó là ai nữa. Và câu chuyện này cũng kết thúc ở đó. Nhưng mà ý tác giả muốn nói cho chúng ta biết rằng là nhiều lúc những cái khiếm khuyết ở trong cuộc đời này cũng là một món quà, cũng là một điều mà chúng ta phải biết trân quý. Không có ai trên cuộc đời này hoàn toàn trọn vẹn, viên mãn, mà ai cũng có những cái nhược điểm, những cái khuyết điểm của mình. Và nếu như chúng ta biết chấp nhận nó là một phần của cuộc sống thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất là đẹp. Ví dụ như có nhiều cô gái tự nhiên đang yên đang lành bị một vết thẹo ở chân, rồi cuộc đời từ đó là chấm hết. Tại sao? Không thể mặc được những chiếc váy đẹp, đúng không? Tại mặc váy thấy cái thẹo cho người ta đâu thấy cái váy đâu. Nhưng mà đâu phải là như vậy mà cuộc đời chúng ta trở nên đau khổ đâu. Có một ai đó đã nói một câu rất là hay, đó là tôi rất là đau khổ vì không có giày để mang. Nhưng mà đến một ngày kia tôi thấy một người là gì ạ? Không có chân để mang giày. Nhiều lúc mình không có được một đôi giày đẹp để mang thì mình rất là đau khổ. Nhưng mà mình sẽ hạnh phúc. Một lúc nào đó đi trên đường chúng ta sẽ thấy có người kia, người ta không có chân để mang giày nữa. Cho nên những cái khiếm khuyết trong cuộc sống nhiều lúc á, nó cũng cho chúng ta một bài học rằng hãy nhìn đó như là một cái điều gì đó mà chúng ta cần phải biết để trân trọng bản thân của mình. Và chúng ta biết sống chậm lại, chúng ta biết yêu thương nhiều hơn, chúng ta biết nhìn cuộc đời này một cách sâu sắc hơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ đỡ gì ạ? Đỡ chán, đỡ khổ. Và nếu như mà mình cứ chạy theo giống như là cái vòng tròn kia đó, ra hết sức để mà chạy kiếm cái mảnh vỡ của mình đó, thì nó cũng nhiều áp lực lắm. Ở Mỹ này thì người ta có nói một hội chứng rất là lạ. Đó là hội chứng vịt. Biết hội chứng vịt không ạ? Gọi là Duck Syndrome. Quý vị có nghĩ là con vịt nó có bị chết chìm không? Khi mà quăng con vịt xuống nước nó có bị chết chìm không ạ? Nhưng mà sự thật nếu mà quăng con vịt xuống nước là nó sẽ chết chìm. Nếu như cái chân của nó không có đạp. Cho nên con vịt mà quý vị thấy nó bơi ở trên cái mặt hồ vậy đó, thấy nó nhẹ nhàng, nó thong dong vậy đó, nhưng mà thực sự á, dưới cái chân của nó là nó đạp rất là nhanh, nó đạp liên tục thì nó mới nổi được. Nó cũng giống như người mình y chang vậy, nó mà không đạp chân thì nó sẽ chết chìm. Và ngày nay trong xã hội, nhiều lúc chúng ta thấy ngoài đường có một người đi một chiếc xe rất là bóng loáng, với một khuôn mặt rất là bình tĩnh, điềm tĩnh, nở một nụ cười rất là vui tươi. Nhưng mà thật ra tim họ đập rất là mạnh. Tại sao vậy ạ? Dạ, nợ ngân hàng nhiều quá. Phải không ạ? Đó gọi là bệnh gì ạ? Bệnh sĩ diện. Và chúng ta mắc một hội chứng chung gọi là hội chứng vịt. Hội chứng vịt. Và người Việt Nam thì nói đơn giản hơn là những người đó ngói thì đủ. Mà sao ạ? Ngủ đói. Ngói tức là nhà cửa xe cộ tất cả đều đủ cả, nhưng mà ngủ đói tức là trong lòng lúc nào cũng cồn cào, ruột gan máu lúc nào cũng sôi ha, cũng sôi hơn cái nhiệt độ cho phép. Cho nên ngói thì đủ mà ngủ thì lại đói. Nên người nào đi tìm kiếm một cái sự hoàn hảo, đi tìm một cái sự hào nhoáng bên ngoài mà lúc nào cũng để cho trái tim của mình đập nhanh quá thì cũng có ngày cũng sẽ trở nên bệnh tật, đau khổ. Nên chúng ta hãy thấy được rằng là nhiều lúc nhà mình còn thiếu một chiếc xe đẹp, nhưng mà không sao, mình không phải mắc vào hội chứng gì ạ? Hội chứng vịt. Mình là bình thường. Bình thường mà sống như vậy thì rất là tốt. Cho nên trong kinh Tạp Á Hàm, Đức Phật có nói cho chúng ta một cái bài kinh rất là hay. Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, giống như con chó bị cột vào trụ, dây trói không đứt, nó xoay chuyển quanh trụ, khi đứng khi nằm không rời khỏi trụ. Cộng vậy chúng sanh phàm phu ngu muội, đối với sắc không lìa tham dục, không lìa xa ái, không lìa niệm, không lìa khác,
luân hồi theo sắc, chuyển xoay theo sắc. Khi đi đứng ngồi không rời khỏi sắc, đối với thọ tưởng hành thức cũng như vậy, chuyển xoay và không yên khi đi đứng nằm ngồi. Này các thầy tỳ kheo, hãy khéo quan sát tâm. Vì sao? Vì trong lâu đời tâm bị làm cho ô nhiễm, bị sân nhuế, ngu si. Và này các thầy tỳ kheo, một khi tâm đã phiền não thì chúng sanh sẽ phiền não, và một khi tâm thanh tịnh thì chúng sanh sẽ được thanh tịnh. Ý Đức Phật nói là một người nào mà cứ suốt ngày chạy theo những cái thứ bên ngoài, những cái tham lam, những cái ham muốn bên ngoài á, là giống như hình ảnh một con chó mà bị buộc cái dây và cột vào cái cột của nó, cứ chạy vòng vòng như vậy đó, càng chạy càng khổ. Thực ra là người ta mong muốn thoát ra một cái hoàn cảnh thực tại, nhưng thực ra là đang bị trói buộc vào một cái xiềng xích rất là lớn. Cái xiềng xích nó, nhiều người đang cố gắng phấn đấu để được cái xích bằng gì quý vị? Xích bằng vàng. Xích bằng vàng mà có đeo vào nữa thì cũng là xích. Mà xích bằng kim cương có đeo vào nữa thì cũng bị trói buộc mà thôi. Đấy, cho nên Đức Phật cũng đưa cho chúng ta một cái hình ảnh rất là hay. Triền cái thứ hai mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, nó làm cho chúng ta trở nên chán ngán, đau khổ trong cuộc đời này, đó chính là sân. Tức là cái sự sân hận. Khi mà đã tham muốn mà không được, mong muốn, mong cầu mà không được, thì chúng ta cũng dễ nổi gì ạ? Dễ nổi sân, dễ nổi khùng. Hoặc là chúng ta không có bảo vệ được cái tri kiến của mình thì cũng dễ dàng trở nên sân hận. Thì một hôm Lục Tổ Huệ Năng á, sau một thời gian ở ẩn, đã cảm thấy rằng là mình ở ẩn như vậy đã quá lâu và đến lúc phải ra để hoằng pháp. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới đến Quảng Châu, nơi mà có Pháp Sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Thì khi mà đến đó xem như thế nào, thì ngoài chùa có treo một cái lá phướng, và gió thổi qua thì cái phướng nó bay phất phơ. Thì có một vị tăng nói rằng là phướng đồng, còn một vị tăng khác nói là gió đồng. Và hai người cứ cãi nhau rằng, một người thì nói là gió phướng đồng chứ không phải là gió đồng, và người kia thì nói là gió đồng chứ không phải là phướng đồng. Hai người này cứ cãi nhau hoài, không ai chịu thua cả. Thì ngài Lục Tổ mới đến và nói rằng không phải phướng đồng mà cũng phải gió đồng, mà là do tâm các ngài đồng. Nhưng mà sao ạ? Chúng ta thường thường á, cái sự sân si mà nó nổi lên á, là do chúng ta gì ạ? Chúng ta đồng hóa với những cái đối tượng mà chúng ta bắt gặp phải. Ví dụ như nghe một lời nào đó khó nghe là chúng ta liền đồng hóa mình với nó. Chúng ta cho mình là nó, chúng ta gán ghép cái tâm mình vào đó và chúng ta bị cuốn theo. Chứ thực ra phướng đồng hay gió đồng cũng chả ảnh hưởng gì tới mình cả. Nếu như mình không có đồng hóa mình với phướng hay là với gió, sự sân si sẽ không có mặt nếu như chúng ta không đồng hóa mình với một cái đối tượng mình đang tiếp xúc. Và các vị tổ sư nói chúng ta rằng mỗi khi mà sân si hoặc ai làm mình sân si thì mình hãy quán tưởng. Quán tưởng cái này rất là ghê. Đó là hãy thấy được rằng là những cái sự sân hận đó nó giống như là một cái đống phân vậy đó. Mà đã là một đống phân thì có ai muốn cầm nó bỏ vào túi không? Không. Cũng không ai muốn ôm nó trong lòng để làm gì. Cho nên ví dụ một đối tượng nào đó mà làm cho mình sân hận thì mình nói cái gì ạ? Là một đống phân mà thôi. Dài gì mình bỏ nó vào trong túi. Còn không dài gì mà ôm nó ngủ đúng không? Cho nên các vị tổ sư, các bậc cao đức luôn cho chúng ta một cái hình ảnh rất là hay. Và ngày xưa đó, người ta kể có một câu chuyện rằng là có một anh chàng hiệp sĩ nọ đi lên núi để tìm kiếm một bảo vật. Và khi mà đang đi lưng chừng núi thì chàng hiệp sĩ này mới thấy một con quái vật. Nó chỉ nhỏ như một hòn đá, nhỏ xíu à. Rồi nó chặn đường cái người hiệp sĩ này. Nó nhỏ nhưng mà nó rất là hung tợn quý vị. Cái người hiệp sĩ này á, dùng hết tất cả võ thuật đao kiếm của mình để đánh lại con quái vật nhỏ này. Nhưng mà càng đánh á, thì cái con này nó càng to lên. Và đánh một hồi mệt quá, cái người hiệp sĩ nói thôi ta không đánh nữa, thua rồi. Ta thua rồi, ta đầu hàng. Nhưng mà người hiệp sĩ này thắc mắc rằng là ta chưa bao giờ gặp một cái con quái vật như nhà ngươi cả. Vậy ngươi có thể cho ta biết được rằng là ngươi là ai hay không? Quý vị có biết nó là ai không ạ? Nó chính là quái vật sân hận. Càng đánh thì sao ạ?
càng đánh thì càng lớn. Ngọn lửa sân hận mà càng được tưới tẩm vào, càng được vun đắp vào thì nó sẽ càng bùng lên mạnh hơn. Giống như người hiệp sĩ kia, càng đánh thì càng thất bại. Cho nên đối với sự sân hận mà chúng ta chiến đấu với nó, càng chiến đấu thì chúng ta sẽ càng thất bại mà thôi. Không thể nào khác đi được. Và chính vì cái điều đó đó mà khi mà có những cái sân hận nó nổi lên trong lòng mình đó, thì trong các cái pháp thiền tập, như trong khi chúng ta tu về tứ niệm xứ, mình quan tâm của mình đó, những cái đối tượng phiền não nó khởi lên trong tâm của mình, thì mình hãy xem nó như là một vị khách đi qua đường. Nếu mà có thiện cảm thì chúng ta sao ạ? À, vẫy tay không? Say hello thôi. Chứ đừng có nói là come in. Đừng có nói, đừng có mời nó vào nhà. Không? Thì đối với những cái đối tượng phiền não thì mình chỉ nhận biết nó, hoặc cùng lắm là vẫy chào nó và để cho nó đi qua. Chứ đừng có dài mà dẫn dắt nó vào nhà của mình. Đừng có dài mà bám chặt nó, để rồi mình đau khổ. Cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một câu nói cũng rất là hay, đó là chỉ lặng nhìn mà không nói năng. Tức là đối với những cái đối tượng khởi lên trong tâm, đối với những sự việc trái ý nghịch lòng đối với mình, thì mình cũng chỉ lặng nhìn mà không nói năng, thì mình sẽ đi qua nó một cách rất là dễ dàng. Còn không mà chúng ta cứ chiến đấu thì chúng ta không khác nào cái người hiệp sĩ kia mà chiến đấu lại với cái con quái vật sân hận cả. Và quý vị thấy được rằng là khi mà chúng ta bỏ được, thực tập được như vậy á, thì đối với những cái điều hơn thua ở trong cuộc đời này, chúng ta chỉ coi nó như là những cái gì đó rất là nhỏ bé. Mà ngay như trong Lục Tổ Đàn Kinh cũng nói một câu rất là hay, đó là tăng ái bất quan tâm, trường thân lượng cước hòa. Có nghĩa là thương ghét chẳng để lòng, nằm thẳng đôi chân ngủ. Thương nhiều quá thì cũng khổ, mà ghét nhiều quá cũng khổ. Cho nên chừng nào mà còn ôm ấp nó quá trong lòng thì không thể nào mà thẳng chân mà ngủ được, đúng không ạ? Mình ghét người nào đó mà tối nằm ngủ sao ngủ được ha? Lúc nào lòng cũng sục sôi, mà nhớ người nào đó nhiều quá cũng khổ nữa. Làm sao mà mong cho trời mau sáng để gặp lại người mình thương? Đó cũng là gì ạ? Đó cũng là một nỗi khổ. Cho nên khi mình có cái sự thực tập, có tu tập, thì tăng ái bất quan tâm, trường thân lượng cước hòa, thương ghét chẳng để lòng, nằm thẳng đôi chân ngủ. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới bớt đi những cái sự chán chường vì những cái sự bất như ý nó xảy ra trong cuộc đời này. Và quý vị thấy được rằng là ngay như Đức Phật khi thời còn tại thế là một vị Phật, là một con người kiệt xuất, toàn mỹ, toàn hảo, mà Phật có bị chỉ trích chê bai không ạ? À, có chứ. Phật cũng bị ngoại đạo, có thể gọi là chửi bới luôn mới đúng. À, bị chửi bới, bị chỉ trích rất là nặng nề. Cho nên mỗi lúc nào đó mà trong cuộc sống này mà chúng ta bị người khác chê trách hoặc bị chửi thì mình nói sao? Phật còn bị chửi không chỉ là mình, ngay cả Phật còn bị chỉ trích thì đối với mình chẳng có là gì cả. Và vì vậy mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rằng là xưa nay và vị lai không có sự kiện này, người hoàn toàn được khen và người hoàn toàn bị chê. Không ai là người mà hoàn toàn được khen cả, và cũng không có cái người nào mà hoàn toàn bị chê cả. Dù chúng ta sống sao thì cũng không có vừa lòng người. Mà quan trọng là gì ạ? Mình hãy sống với những người mình thương yêu là đủ rồi. Ví dụ như những người thân, người bạn, những con người mà chúng ta có thể kết nối để làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, như vậy là được. Chứ còn chúng ta không thể sống hài lòng với tất cả những người trong cuộc đời này. Và khi đó thì mình thấy được là ngay cả Phật cũng còn bị chỉ trích. Nhưng mà tại sao á, Đức Phật trước những cái sự chỉ trích Ngài có thể coi nó như là không được, quý vị? Coi như là lời gió thoảng ngoài tai được ạ. Còn mình mà mình nói thì nói cho vui vậy thôi. Giống như quý thầy chẳng hạn, nói thì hay, đúng không? Bước lên bục khuyên người nhận nhục, bước xuống bục đồng chút nội sân. Không dễ đâu quý vị, không dễ đâu. Sở dĩ Đức Phật mà luôn đón nhận mọi việc đến với mình một cách bình thản là vì Ngài có một trái tim rộng lớn, Ngài có thể dung chứa hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Ngay như Đức Phật trong kinh Tăng Chi Bộ có một bài kinh rất là hay. Đức Phật nói rằng, này các thầy tỳ kheo,
có sự kiện này xảy ra hay không. Nếu như một nắm muối mà bỏ vào trong một cái chén, thì cái chén này có phải bị mặn và không thể uống được hay không? Thì những thầy tỳ kheo nói đúng rồi, bạch Đức Phật, chén nước này sẽ bị mặn và không thể uống được. Còn này các thầy tỳ kheo, nếu như muối này mà hòa vào trong sông Hằng, thì nước sông Hằng có vì muối này mà mặn và không thể uống được hay không? Thì các thầy mới nói rằng là không, đúng không? Tại vì với một khối lượng nước lớn như vậy thì nắm muối kia chẳng là cái gì cả. Cho nên chúng ta nếu mà có một cái bề dày tu tập lớn á, thì chắc chắn là những cái nắm muối, những cái sự chua chát, đau thương nhỏ nhói trong cuộc đời này đến với chúng ta thì cũng như là không. Vì vậy mà cái việc mà mình đến chùa thường xuyên nghe pháp, tu tập, tụng kinh, ngồi thiền, đó chính là cách mà chúng ta tăng cái dung lượng, cái trái tim của mình lên, tăng cái khả năng nhận chịu của mình lên. Và khi mình đã tăng được lên rồi thì chắc chắn cuộc đời của mình nó sẽ rất là bình an, và mình sẽ không còn oán trách ai nữa. Tại vì đời vốn là như vậy. Khi Tổng thống Abraham Lincoln ở trong thời nội chiến, thì có một cái nhóm người yêu nước, họ mới tìm đến gặp Tổng thống Abraham Lincoln và nói rằng là Lincoln ha, nói theo tiếng Mỹ Lincoln. Abraham Lincoln thì mới nói rằng là những cái người cấp dưới của ngài thật là dở, thật là tệ, và họ chẳng làm được cái chuyện gì cả. Cái nhóm người đó họ tới và họ cứ nói như vậy. Thì Tổng thống Abraham Lincoln mới lắng nghe họ một cách chăm chú, sau đó kể cho họ một nghe một câu chuyện rằng là vào một đêm nọ, tự nhiên bão bùng, mây đen kéo đến và những tiếng sấm nó rền vang đất trời. Một cái trận bão rất là dữ dội đang kéo đến. Thì trong lúc đó có một người đàn ông nọ đang đi trên đường, lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn như vậy. Nhưng mà đặc biệt là cái tiếng sấm càng ngày càng lớn và nước trên đường nó lấn láng như vậy, cho nên cái người đàn ông này không thể nào thấy được đường nào để mà đi. Và người đàn ông này càng sợ hãi thì cái tiếng sấm nó lại càng rền vang hơn. Và người đàn ông này trong lúc sợ hãi quá mới ngửa mặt lên trời và nói rằng: Trời ơi, hãy cho con thêm một vài tia chớp, một vài ánh sáng. Tổng thống Abraham Lincoln đã kể câu chuyện đó cho những nhóm người than phiền và họ đi về, tại vì họ đã giác ngộ rồi. Quý vị biết tại sao không ạ? Quý vị có nghe, quý vị có giác ngộ được không ạ? Ý của Tổng thống là gì ạ? Thay vì mình than trách á, thì mình hãy cho một cái giải pháp. Chứ còn mình cứ than trách, cứ trách móc người này người nọ, nhưng mình không có một cái giải pháp nào cả, thì cái sự sân hận của mình, vì cái sự sân hận đó nó sẽ làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn, chứ không thể khác đi được. Khi mà Tổng thống Abraham Lincoln kể câu chuyện đó xong thì những người đó họ mới âm thầm và trở về. Và chính như ngay Tổng thống Roosevelt cũng có một câu nói rất là hay, đó là "It is better to light a candle than curse the darkness." Có nghĩa là thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm. Cho nên đối với những cái sự việc bất như ý, những cái điều khó khăn trong cuộc sống này, thay vì mình cùng nhau hùa vào để chỉ trích, để chê bai, thì chúng ta hãy tìm một cái giải pháp nào đó để mà giải quyết vấn đề. Còn không thì sao ạ? Nếu như không nói được lời nào tốt đẹp thì sao? Dạ, im lặng sẽ tốt hơn. Im lặng vẫn tuyệt vời hơn. Chừng nào có giải pháp thì chúng ta hãy nói, còn không thì đừng có làm cho cuộc sống của chúng ta càng ngày càng phức tạp. Cho nên Đức Phật cũng nói như vậy. Nhiều người đến hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sau khi thế giới này tàn hoại thì nó sẽ đi về đâu? Thế giới này như thế nào? Có đầu có cuối hay không? Vô thủy hay vô chung? Hỏi rất là nhiều những câu chuyện liên quan đến vũ trụ, những cái sự lạ lùng ở trong trái đất này. Thì Đức Phật im lặng và không nói gì cả. Đức Phật chỉ nói rằng là: Các vị hãy tập trung để mà làm gì ạ? Để mà giải quyết những cái đau khổ hiện tại của mình trước đi đã. Còn những cái chuyện đó mình đừng có lo. Cái chuyện của trời đất á,
đừng có lo. Mình ngay tại thời điểm này mình có những cái nhức nhối, những cái đau đớn, mình không lo giải quyết mà cứ đi lo những cái chuyện nó ngoài cái sức của mình. Cho nên Đức Phật cũng không bao giờ trả lời những câu hỏi đó, mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta một con đường đi đến cái sự giải thoát, đi đến sự giác ngộ và an lạc mà thôi. Đó là cách mà chúng ta, những người con Phật, khi đến với Đạo Phật cũng vậy, chúng ta học Pháp là để thực hành. Thực hành để mình có được một đời sống an lạc, chứ không phải là học để chúng ta học nhiều quá rồi cuối cùng trở thành rối rắm và không biết mình đi về đâu cả. Thì đó là một cái cách mà chúng ta học tập nó không có đúng. Và khi mình đã chứa quá nhiều những cái thứ, một cái mớ bòng bóng ở trong đầu mình, với quá nhiều suy tư, quá nhiều kiến thức, chúng ta sẽ tạo nó trở thành một cái khối kiến thức chết. Thậm chí một cái trí thức chết như vậy, nó biến thành những cái thành kiến, những cái sự thiếu cảm thông khi người khác, người ta ít hiểu biết hơn mình, đúng không ạ? Hoặc là người ta làm một cái gì đó mình cảm thấy không hài lòng thì mình lại đau khổ. Quý vị ở đây trong gia đình có thường xuyên cảm thấy khó chịu với những người thân của mình không ạ? Có không ạ? Có chứ, đúng không? Nhiều lúc trong cuộc sống gia đình nó cũng có nhiều cái rắc rối lắm. Thì có một cậu bé khi mà trở thành một người thanh niên lập gia đình, thì trong một cái show truyền hình thực tế đó, thì cậu mới kể lại câu chuyện về người mẹ của mình. Cậu ta nói rằng là năm 8-9 tuổi á, thì thời gian đó là cậu ta thường ăn bánh mì cháy của mẹ, ăn hoài luôn, lúc nào cũng bị ăn bánh mì cháy cả. Và một hôm thì người mẹ của cậu đi làm về rất là mệt mỏi, cũng vội vàng nướng bánh mì cho cả nhà ăn. Nhưng mà hôm đó chắc do mệt mỏi quá cho nên nướng bánh mì nó cháy đen thùi lùi luôn. Nhưng mà rồi cũng phải bưng lên để cho cả nhà ăn. Thì khi mà ăn thì người chồng ăn một cách rất là ngon lành, còn cậu con trai thì cứ nhìn hoài, nói bánh mì cháy này làm sao mà ăn được, mà làm sao không biết ông bố của mình làm sao ông ăn được hay quá vậy. Cậu bé này rất là thắc mắc, không có chịu ăn. Cho đến khi đi ngủ thì cậu bé này mới ghé qua phòng của cha mình và phải làm sao để hỏi cha bằng được tại sao cha có thể ăn được cái bánh mì cháy đó. Thì người cha mới nói rằng là tại vì cha thích ăn bánh mì cháy. Nhưng mà theo quý vị có phải thật như vậy không ạ? Không phải. Cậu bé này nói rằng con nghĩ là không phải. Thì người cha mới nói đúng rồi, thực sự thì ai mà thích ăn bánh mì cháy đâu. Nhưng mà mẹ của con tại vì đi làm quá vất vả rồi, bây giờ đã dọn lên cho mình ăn sẵn rồi, mà mình chỉ cần thêm một lời nào đó nữa thôi thì chắc chắn là bà ấy sẽ rất là đau khổ. Cho nên không phải là cha thích ăn bánh mì cháy, mà cha muốn cảm thông cho mẹ của con. Và quý vị sau này mà ăn cái gì đó mà dở quá thì còn nhớ như vậy. Đừng có chê, tại vì đã có người nấu cho mình mà ăn rồi thì đừng có chê, đừng có chán nữa. Đó là những món ngon tuyệt vời, tại vì ở trong đó là đầy cả tâm huyết của những người thân yêu của mình. Thì khi mình thực tập như vậy á, mình có được một cái nhìn thông cảm và yêu thương như vậy, thì chắc chắn là những cái sự sân hận, những cái sự bức xúc ở trong người của mình nó càng ngày càng giảm đi.